cam cam tươi bên kia của cô. Cam là rốt. Mời đại gia. Mời đại gia. Cam cà rốt là hai anh chị ạ. Nước suối. Nước suối của anh Thám Tử. Dừa tươi của mình. Rồi cảm ơn nha. Dạ, bữa giờ dưới thích ăn đến mấy cái bạn dừa đó. Đã quá ha. Bạn dừa đâu mà. Trời ơi, đời ơi, dữ lắm luôn á. Quá vậy hả? Nhỏ hơn nó có bự bự nó nhỏ. Ở gần mình ở gần của em kế. Dạ, nhà cửa má đây sao? Đóng cửa sao? Nè, 3 năm mấy rồi mới gặp. Một anh Tâm Tử, một ông đại gia à, này em gái nè à, đại gia nữa nè à. Con ông quay lại ra má đại gia đuối dữ. Cái bộ quá. Ủa, cái này con làm gì dưới là cái chỗ mà mấy năm trước em về hay là vô trong tuốt vô trong ra à, vô tới 5 căn luôn à. Kì trước mình đi về cái chỗ cái nhà hàng đó anh ừ. Xuống nữa xuống nữa hát mì bốn năm cây nữa mình làm cái nhà hàng Amazon có tám không có chợ cơ tám mà chưa có mổ còn ở trên này mổ không có ông này luôn không có út kìa có em rồi này không biết ai không nó bị trước cô biết cũng mấy tháng sao mà mặt nó đúng rồi chưa gà à. Em